Tôi nhớ lại ngày xưa đưa ông bạn đi bán hàng gạch ở Quảng Ninh từ Nam Định. Thế là đi vào khách sạn, ngài đưa cả đôi dép toàn than thôi, ngồi trên này, ngồi trên này. Chắc là ngày xưa ở quê thì là giám đốc đấy, thì sau là bằng thư khen thủ tướng đấy, nhưng mà chưa bao giờ ngồi cái bệt này vì gia đình không có bệt này. À, do đó là cứ ngồi chỗ chỗ này thôi. Đến lúc đi vào trông thế thì ôi giời ơi sao bẩn thế, thì là đi xong vệ sinh thì cũng xả đi nhưng mà lại không lau cho người này, cái dép bẩn lắm, trong đây cũng bẩn. À, vậy nên mới biết rằng là cái gì phải học, các bạn ạ, không học không biết được, thông cảm cho người ta là không có học, nên là khi đi vào này ta không có ngồi nên đi, người ta ngồi chồm chồm lên đây, rồi có người cái bệt này là bệt ngồi đứng đái tổng 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 ấy, nó rõ ra đây nữa các vị ạ. À, nó rõ tì tì ra đây này. À, bẩn lắm, mà những người tỳ kheo ấy nhá, những người tu hành ấy, là phải phải ngồi đấy, đái ngồi đấy, vì nó thuộc về đạo đức mà đấy, ông Phật ông rất kỳ.